Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Đó là mình Monsu đây. Hôm nay thì mình sẽ review cho anh em con Hải Tặc Bá Vương. Con game này sẽ chuẩn bị ra mắt ở thị trường Việt Nam rồi. Đây, hôm nay mình sẽ review nó cho mọi người, chi tiết con game của cho mọi người nhá. À, giao diện khi mà vào game đây hả? Nào, server S1. Xem nó có ra gì không nào. Chào mừng đến với thế giới của vua hải tặc. Thời đại hải tặc đã tới. Tìm One Piece thám hiểm. Tôi chắc là map rồi. À, đây là dòng game theo kiểu AFK Idol rồi. Kiểu chiến nè. Như đa phần các cái dòng game thuộc thể loại One Piece nhá. Trừ những cái con game theo dạng là đối kháng thì đa phần chúng nó sẽ theo hình ảnh chibi. Đúng không? Con này thì chúng ta sẽ thấy là hình ảnh của nó sẽ là hình ảnh tạo hình chuẩn. Tạo hình chuẩn của nhân vật. Không còn là tạo hình chibi cho nó phù hợp với mobile nữa. Chúng ta có 3 cấp độ triệu hồi. 3 cấp độ triệu hồi ở đây. Zoro. Rồi, thám hiểm nữa ta đã lắp thêm 3 con tướng vào. Chị cũng vậy. Ta có một con tướng hỗ trợ. Nami ở tướng hỗ trợ này. Ở đây hiện tại bây giờ các bạn thấy là nó cũng sẽ không có cái phần tốc độ, tăng tốc độ game ấy. Hay là phần x mấy trong game hiện tại chưa có. Nhưng mà thấy cách ra chiêu của nhân vật cũng khá là nhanh. Như kiểu thằng Luffy thì chúng ta còn nhìn thấy được chứ như kiểu Zoro chém thì tôi chả thấy cái gì cả. Không kịp nhìn luôn ấy. Nhanh quá. Tăng cấp nhanh. Tăng cấp nhanh. Sau đó là chúng ta sẽ đột phá, tăng cấp xong sẽ đột phá. Đột phá nhân vật. Thám hiểm, tiếp tục thám hiểm tiếp. Đấy, chắc chắn là chúng nó sẽ mạnh hơn thôi. Nhân vật sẽ mạnh hơn. Chắc chỉ có vậy. Đấy. Nhiều chiêu thức của Zoro anh em thấy không? Không thấy gì luôn. Quá nhanh. Quá nguy hiểm. Về nào. Có thể nhận được mảnh tướng. À, chúng ta có thể ghép mảnh tướng thành tướng. Và Usopp. Lại thám hiểm tiếp, thằng này nó sẽ là kiểu xạ thủ ấy, đúng không? Bắn xa, không phải loại cận chiến như Roro. Viên đạn nó bắn ra nhìn xìu nhỉ. Xìu dã man luôn. Bắn thẳng vào mặt ấy. Đấy. Bắn chấn bây giờ. Á hự, chưa chết, may quá. À, chúng ta có trang bị này. Sau khi liver rồi chúng ta đến với trang bị. Lúc trước chúng ta lắp trang trang bị lên mà. Đây rồi, lag các bạn. Trang bị là chắc là đi ải rớt ra. Cứ mỗi lần thêm một cái gì đó là chúng ta lại vào. Đánh đấm một cái gì đó nữa để cho nó kiểu kiểu nhìn cho nó rõ, kiểu vậy. Ui, đam thằng này tướng hệ công đam yếu nhỉ? À, thằng này đang level 1, quên. Mình phải nâng level nó lên mới mạnh được. Nhìn quả rô tóc tóc xanh chém vào nào đi quả đấy. À, tao có tuyệt kỹ luôn này. Tuyệt kỹ này làm sao mà sở hữu nhỉ? Chúng ta phải có một cái điều kiện gì đó sở hữu các tuyệt kỹ chứ không thì tuyệt kỹ nào cũng dùng được thì nó lại đơn giản game quá. Hay chúng ta sẽ phải sở hữu những con tướng đó, ví dụ đây có thằng Luffy Zoro à, thì chúng ta sẽ phải sở hữu hai thằng này trong đội hình thì mới có thể sử dụng được cái tuyệt kỹ này à. Ở dưới đây cũng vậy, phải có Đô Phla đấy các kiểu. Đây, lắp tuyệt kỹ ở đây.
Tôi nghĩ là vậy, tôi nghĩ là phải sở hữu tướng rồi chúng ta sẽ kích hoạt được cái tuyệt kỹ đấy. Nó sẽ dễ hình dung hơn. À vẫn chưa nâng ly. À đây có auto này. Ủa nhưng mà có bật được auto quái đâu. Bấm vào không được cái gì này. À đây là nó chưa cho mình dùng. Không 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 phải sở hữu đâu mà phải mang lên trận nữa sao? Phải mang tướng nó lên trận mới dùng được cái tuyệt kỹ đấy sao? Sẽ cần phải khám phá nhiều. À, phần quà thì vượt ải này. Có trang bị. Tôi thấy là có trang bị. Rồi, xong chưa để mình phòng thí nghiệm của Păng này. Phòng thí nghiệm này nó là cái dạng gì đây? Chúng ta sẽ à nó giống như kiểu là một cái phó bản thôi. Phó bản vượt ải. Rồi, hình dung ra rồi. Đây là quà nạp đầu à? À không, nhầm. Lộn đấy, đây là cái sự kiện đăng nhập 7 ngày các bạn. Quá bao năm xong 7, ngày 2 ta sẽ nhận được Nami. Nami. Và ngày 7 chúng ta sẽ nhận được Robin. Rồi, cái vấn đề tiếp theo chúng ta sẽ phải tìm hiểu đó là vấn đề về nạp và tỷ lệ VIP đấy. Quà nạp đầu nữa, đúng rồi, nó sẽ phải có xem quà nạp đầu. Nạp lần đầu mệnh giá bất kỳ nhận thưởng liên tục chiêu mộ 100 lần, có nghĩa là chúng ta nạp một lần nhận được phúc lợi nạp đầu. À như vậy khả năng cao là chúng ta chỉ cần nạp một lần và chúng ta sẽ nhận quà trong vòng 22 ngày đấy, nghĩa là cứ miễn nạp bao nhiêu cũng được sẽ nhận được các phần quà ở đây, một ngày, 2 ngày, 3 ngày, đến ngày thứ năm mới nhận được. Đấy, đây là những cái thẻ chiêu mộ, những cái vé để chiêu mộ tướng. Đấy, nạp đầu ra bất kỳ thì chắc chắn không cần phải xem mệnh giá rồi. Cái này nó là quà online, kiểu online. Đó, ưu đãi 7 ngày, đang nhập 7 ngày mới nhìn rồi đúng không? Đấy. Quà ưu đãi có những cái gì trong này nào? Cái này nó vẫn chưa có. Nó vẫn chưa có bởi vì bản này nó đang là bản test. Nó bởi game chưa ra mắt các bạn. Rồi, chúng ta sẽ xem vào cái giá trị có kim cương lên. Ở đây chúng ta sẽ là nạp 20.000 sẽ đạt lên VIP 1 này. Đấy, 20.000 sẽ được VIP 1, nghĩa là khoảng tầm 60 kim cương. Đây sẽ là cái mệnh giá nạp của Google. Em hiểu không? Đây là mệnh giá nạp của Google. Nạp trên Google nó sẽ thêm khoản phí, nó thường đắt hơn nạp rất là nạp ở trên web rất là nhiều. Đa phần các nhà phát hành đều có website riêng để nạp trên đấy, để nạp thẳng thì nó sẽ rẻ hơn. Thì mình nghĩ là cái này nó sẽ chỉ là 20.000 thôi chứ không phải là 22.000. Cái này là 109.000 thì nó chỉ rơi vào độ tầm khoảng 100k thôi. Đấy, 219.000 thì nó chỉ rơi vào độ tầm 200.000 thôi. Đấy, đặc quyền VIP. Chúng ta sẽ có đặc quyền VIP như sau. Không có đặc quyền của VIP không luôn ạ. Không đặc quyền của VIP không. Đấy, bắt đầu từ VIP 1, phúc lợi VIP 1 đổ lên. Đấy, đặc quyền của VIP 1 đổ lên. Nạp 20.000 lên VIP 1 nhận được cái thẻ EXP hàng ngày à? Hay là cái này là nhận được thẻ đột phá và thẻ EXP, cái này là nhận hàng ngày hay là nhận 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 một lần thì thôi nhỉ? Cái này tôi chưa chưa hình dung ra này. Nhận một lần thì thôi, nhận hàng ngày này. Có thể là nhận một lần thôi. Còn cái này là quà đặc quyền, nó sẽ giảm 70% giá. Thì chúng ta sẽ mua với giá là 120 kim cương cho cái thẻ chiêu mộ tướng thường này. Đấy. Ngoài ra đặc quyền của VIP 1 sẽ là mở tốc độ X2 này, mở chat kênh thế giới này, treo máy thì tăng 5% này, và mua lượt treo máy sẽ tăng 2. VIP 2 thì cũng thế. Phúc lợi VIP 2 tăng trị giá lên. Ngoài ra chúng ta sẽ mua thêm thẻ quay tướng cao. Đấy, giá 240 kim cương. VIP 3 nhận được thằng Luffy luôn. Luffy Gear 2. Đấy. À không, mua chứ không phải nhận. Mua nhá. 500 KNB. Cái này chắc là nhận một lần, các bạn cứ đoán là nhận một lần. Đây, VIP 4 chúng ta sẽ mua thằng Zoro thẻ online. VIP 5 đi, VIP 5 sẽ được một cái dương 100 mảnh. Mảnh à đây là mảnh tuyệt kỹ. Tuyệt kỹ các bạn ạ. À. Vậy là tuyệt kỹ. Đúng nhỉ, đây tuyệt kỹ tuyệt tuyệt kỹ mà, vậy là tuyệt kỹ này là cũng không phải sở hữu tướng, các bạn phải kiếm mảnh. À cũng cũng chưa chắc, cũng sẽ phải là ví dụ như các bạn học được tuyệt kỹ của thằng Do Flamingo chẳng hạn, các bạn phải sở hữu thằng Do Flamingo trước.
là các bạn phải kiếm một tuyệt kỹ đâu phải là Migo thì kích hoạt được ấy, khả năng cao nó còn nâng nâng cấp có thể khó hơn như vậy, hoặc là các bạn chỉ cần kiếm cái đủ cái mảnh tuyệt kỹ này là nâng cấp được thôi, cái thì phải khám phá dần dần. Đây là cái những cái lợi lợi ích mà nó tăng thêm so với những cái từ VIP trước đấy, cái này anh em hình dung ra rồi. Đây chúng ta nhận được Rinber ở một tướng SR luôn với giá 2.000, con này thì chắc là vẫn là nhận một lần. Đến vậy là cái quà phúc lợi này nó không có nhiều cái giá trị lắm nếu như với cái giá VIP như này mà nạp lên VIP 7 giờ tầm khoảng 2 triệu, anh em để ý phần trên này nhá, VIP 7 nạp lên tầm khoảng 2 triệu lên VIP 7 này. Ở lần này nó sẽ nhận được A với giá 2.000 kim cương và đặt quyền VIP 7 bán nó, nhận được cả lo lo đây là một con tướng trợ rồi chắc chắn này, lo bác sĩ thì chắc chắn là tướng trợ rồi. Tiểu tướng bút ấy 3 triệu VIP 8 này, 5 triệu lên VIP 9 nhận được Boa Hancock. Boa Hancock cũng là tướng trợ luôn ạ. Boa mà cũng là tướng trợ thì nghe có vẻ căng nhỉ. Mỗi tội không biết là kỹ năng của nó Sanji à? À Sabo à? Sabo. Sabo là tướng công. Này là cái gì đây? Một mảnh Pony Clip. Cái ảnh Pony Clip này sẽ có tác dụng gì? Dùng có thể chiêu mộ tướng SR hoặc SSR trong cây tri thức mở level 60. À rồi, VIP 11 là 10 củ nhá. VIP 12 là đúng nhỉ? Đúng rồi, 15 củ. Ngoài VIP 12. VIP 12 chúng ta sẽ được Grab và được thêm 20 30 mảnh nữa để có thể giúp chúng ta nâng cấp, mình nghĩ là vậy, có thể giúp chúng ta nâng cấp con Grab lên hệ thống UR luôn. VIP 13 cũng vậy, tiếp tục tặng chúng ta Grab tiếp để nâng cấp nó lên. Ui mấy ông VIP cao chắc Grab nó khỏe lắm. Ui sẽ có cả sắc ở đây, xanh tóc đỏ có cả mảnh luôn, vậy những VIP trên nữa sẽ là xanh tiếp đấy. Tiếp 10.000 kim cương VIP 16. Ôi bố luôn, cả bố luôn. VIP 16 là khoảng 200 triệu, ba chà có cả dâu trắng luôn rồi, 300 triệu vẫn tiếp tục có bố. Lên đến VIP 18 chúng ta sẽ nhận được ui thẻ vạn năng mà tôi tưởng ông vua hải tặc. Thẻ vạn năng này nó sẽ thay thế cho mảnh UR bất kỳ, có nghĩa là nếu như các bạn có 50 mảnh vạn năng này, tôi đang nâng dở con dâu trắng hạn, bởi vì dâu trắng là tướng UR đấy, thì chúng ta thiếu mảnh của dâu trắng, chúng ta sử dụng cái mảnh trợ này có thể dùng cho biến nó thành mảnh dâu trắng hoặc là biến nó thành mảnh Grab chẳng hạn, hay là biến mảnh thành mảnh xanh xanh chẳng 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 hạn đấy, xanh tóc đỏ chẳng hạn đấy, kiểu vậy, đại loại vậy. Và chúng ta sẽ có thêm một cái skin, mảnh skin của xanh vương giả. À hết rồi, VIP 18 là max với trị giá là 500 triệu. Rất nhiều. Trong này là chợ, trong chợ chúng ta sẽ bán cái gì nào, đa phần có lẽ là sẽ là nguyên liệu chủ yếu. Sức mạnh kết thúc, cái này tôi cũng không hình dung ra nó là cái gì, bởi vì mới trải nghiệm đầu game thôi, mấy cái này chưa hình dung ra là nó có tác dụng gì ở trong game điểm hiện tại bây giờ. Đấy, chúng ta cần làm nhiệm vụ ăn nhận đăng nhập nhận quà đi, cái thời gian online nhận thêm 100 kim cương này. Đó, nhận miễn phí rồi. Ok, đây là cái kiểu liên server ấy, kiểu PK. Ui like được KNB luôn, like được kim cương luôn, hợp lý nhờ. Phúc lợi đúng không? Mình xem rồi, đặc quyền thẻ tháng giá trị giá bao nhiêu nào? Thẻ tháng có trị giá 109 là 329. À, nếu như anh em không, nếu như mà là gói thẻ tháng thì khả năng cao sẽ phải nạp trên Google, nên là sẽ phải ổn định cái mức giá này. Còn nếu như cái thẻ tháng được đưa lên trên website để nạp thông qua website thì thẻ tháng này sẽ rơi vào độ tầm khoảng 100k và 300k. Đấy. Đặc quyền của thẻ tháng vĩnh viễn này ngon hơn này. Đấy. Triệu hồi cao cứ 80 lần ngẫu nhiên rút ra một tướng SR. Đấy. Nghĩa là anh em mua này thì khi mà triệu triệu hồi cao dễ dàng ra tướng SR hơn. Mà 80 lần mới chắc chắn ra một con tướng SR. Đấy. Chắc chắn, nghĩa là nó là một cái vé đảm bảo ấy. Nghĩa là quay kia mà ông nào mà xui thì có khi đéo ra đâu các bạn ạ. Nghe có vẻ căng lắm. Triệu hồi cao cấp đây này. Đọc một chút về triệu hồi cao cấp xem nào. Danh sách khế ước. Ở đây chúng ta sẽ có, ôi toàn con tướng lạ nhỉ. Bọn này tôi không biết tên đâu, thằng này chẳng hạn này.
Ủa, cái này là cho nó vào à? À, lắp một tướng này lên à? Kít các kiểu này, cho Robin vào, dấu đen các kiểu đây luôn các bạn. Nhưng mà mỗi tội không xem, không bấm vào để xem chúng nó được. Tập quyền thẻ vĩnh viễn đây, đây thẻ vĩnh viễn đây. Khi mà các bạn nạp thẻ vĩnh viễn thì khi mà các bạn mua thẻ vĩnh viễn đấy thì các bạn quay 800 lần các bạn sẽ được tặng một con SR ở trên này. Đấy, anh em thấy không? Đó, đại loại thế. Ở đây nó cũng không có ghi là không có hề ghi là đảm bảo sẽ rút ra một tướng SR đâu nhá. Không hề nhá, chỉ có rút X10 nhận tướng SR thôi nhá. Tướng SR là thuộc thể loại hên xui rồi. Xem quà thưởng nào. SR tỷ lệ là 1% các bạn. Wow. 1%. Quay 100 lần ra được một lần, tỷ lệ khoảng khoảng vậy. Càng đấy, không hề dễ đâu. Rồi, ok. Sơ qua cho anh em về con game này thôi. Hệ thống tướng thì căn bản có lẽ là cũng chưa sở hữu nên là chắc cũng không không xem được hết đâu. Ở đây này. Rồi, ok. Có thật này. À đây đây, đây thẻ vạn năng ạ. Trời ơi. Má mấy lần bị lừa. Đây là một số con tướng ở trong game. Đấy, Kuotora. Otohime luôn. Trời ơi. Ôi đó. Có cả sư tử vàng ở đấy này. Có tài toán UR nhá. Đây là Luffy Gear 4 này. Thằng này mà cũng lên UR luôn. Đùa. Chà chà. Hệ tướng nhiều phết nhở. Ôi sao lại có chữ mới đấy. Sanji. Sanji cái gì nhỉ? New World. Tân thế giới. Tân tân cái áo gì nhỉ? Ở tân thế giới thì mà. Sau sau thời gian time skip hay sao ấy. Không có định mệnh bọn UR chỉ đến đây đúng không? Chỉ đến chỗ của Mihawk đúng không? Vậy là không có tứ hoàng ở ở ở chỗ này. Tính ra thì ngoài dâu trắng ra thì không có có cả dâu đen nữa rồi. Ngoài dâu trắng ra thì chúng ta không thấy Kaido hay là Big Mom ở đây. Và đây tôi lướt qua cũng không thấy các thuộc hạ của thằng Kaido ở đây luôn. Vậy là khả năng cao là có thể chúng nó sẽ tướng update sau. Hoặc là game không có, một là game không 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 hỗ trợ, hoặc là tướng nó sẽ tướng update về sau này. Rồi, ok. Ok. Trước đây là bài review con game này cho mọi người. Anh em đánh giá con game này như thế nào thì có thể comment xuống phần bình luận của video. Đó, tất cả những cái gì mình chia sẻ trước cho anh em để anh em có cái nhìn gọi là tổng quan về tựa game này. Đấy, ok. Còn không thì anh em có thể tham gia vào cộng đồng và fanpage của game ở dưới phần mô tả của video để có thể ngóng chờ thời gian ra mắt, và dự kiến ra mắt ra game này sẽ ra mắt trong tháng 9 này. Anh em thì ngóng chờ nhá. Rồi, ok. Video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc ở đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo. Bye bye mọi người nhá. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I.